Trong không khí trang nghiêm, sáng ngày 22 tháng 3 năm 2021, kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 9, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã khai mạc trọng thể tại tòa nhà Quốc hội mới ở thủ đô Viên Chăn. Phát biểu trong diễn văn khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Lào khóa 8, bà Pani Yathotu bày tỏ: Quốc hội khóa 9 của Lào hôm nay được khai mạc tại trụ sở mới, vô cùng khang trang, hiện đại, mang đậm nét kiến trúc, văn hóa của đất nước Lào. Đây thực sự là món quà quý giá của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, dành tặng Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào. Cùng dựa lưng vào dãy Trường Sơn hùng vĩ, cùng uống chung dòng nước Mekong vĩ đại, Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng có truyền thống gắn bó thủy chung lâu đời. Trong 9 thập kỷ qua, mối quan hệ tốt đẹp giữa nhân dân hai nước Việt Nam, Lào được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kê Soạn Phong Vi Hẳn, Chủ tịch Su Phan Nu Vong đặt nền móng, được các thế hệ lãnh đạo kế tục của hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước dày công vun đắp đã trở thành tài sản vô giá của cả hai dân tộc. Đặc biệt, trong những năm gần đây, vượt qua nhiều khó khăn và thách thức, trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và khu vực, mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào vẫn tiếp tục được tăng cường và phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực. Đây là một trong nhiều nhân tố giúp Việt Nam, Lào duy trì được sự ổn định cùng đạt mức tăng trưởng kinh tế cao trong nhiều năm liên tiếp. Tuy nhiên, trong bối cảnh Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào hội nhập ngày một sâu rộng vào đời sống, chính trị, kinh tế thế giới cũng đặt ra những yêu cầu, trong đó có việc cần xây dựng một tòa nhà quốc hội mới nhằm đáp ứng được sự lớn mạnh của quốc hội, đồng thời khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Quốc hội ở hiện tại và tương lai. Xuất phát từ chính nhu cầu cấp thiết đó, nên Quốc hội khóa 7 của Lào đã trình lên Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 9 về phương án xây dựng nhà Quốc hội mới và được thông qua vào đầu năm 2011 với yêu cầu đặc biệt cả về kỹ thuật lẫn mỹ thuật. Chúng tôi xác định đây là công trình đặc biệt, nên thiết kế phải thể hiện được 5 mục tiêu. Thứ nhất, đảm bảo thẩm mỹ, xứng đáng là nơi làm việc của cơ quan lập pháp tối cao của đất nước. Thứ hai, công trình phải mang ý nghĩa biểu tượng cho văn hóa Lào. Thứ ba, công trình phải hiện đại, phù hợp và đáp ứng được nhu cầu hoạt động của Quốc hội. Thứ tư, công trình phải phù hợp với cảnh quan xung quanh. Xứng tầm là công trình mang tính đột phá, được đặt tại quảng trường Thạt Luồng. Thứ năm, công trình phải đảm bảo về chất lượng, vững bền theo thời gian. Dù đã được phê duyệt phương án kiến trúc và thiết kế kỹ thuật, nhưng do nhiều nguyên nhân mà quan trọng nhất là chưa cân đối được nguồn lực, nên dự án vẫn chưa thể triển khai. Với nhận thức chính trị xuyên suốt, giúp bạn là giúp mình, và để nối tiếp truyền thống đoàn kết, hữu nghị, đặc biệt thủy chung trong sáng giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước, nhân kỷ niệm 55 năm Việt-Lào thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm ký hiệp ước, hữu nghị và hợp tác. Trong chuyến thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tháng 11 năm 2016, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam tặng Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào khoảng 100 triệu đô la Mỹ để đầu tư xây dựng một nhà quốc hội mới theo hình thức chìa khóa trao tay. Theo thiết kế kiến trúc và kỹ thuật đã được chính phủ Lào phê duyệt, công trình nhà quốc hội Lào mới sẽ được xây dựng ở vị trí trang trọng giữa quảng trường Thạt Luồng trên nền tòa nhà quốc hội cũ với diện tích khu đất khoảng 2,3 hectare, diện tích xây dựng
hơn 7.000 m². Công trình là sự kế thừa và phát triển lên một tầm cao mới, tương xứng với thời đại của văn hóa truyền thống, phong tục tập quán và quy tắc hoạt động của Quốc hội Lào. Với ý nghĩa đặc biệt của công trình, nên ngay sau ngày 19 tháng 12 năm 2017, khi Hiệp định về dự án được Chính phủ Việt Nam và Lào ký kết, Chính phủ hai nước Lào và Việt Nam đã thành lập đầy đủ các chủ thể tham gia dự án. Ban chỉ đạo xây dựng nhà Quốc hội Lào mới về phía Lào do đồng chí Sổm Phan Phen Khami, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào làm trưởng ban, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng là trưởng ban chỉ đạo phía Việt Nam. Chính phủ Lào lựa chọn tư vấn thiết kế Achinia Associates Company Limited và tư vấn giám sát Oriental Consultant Global Company Limited để tham gia thực hiện dự án. Nhưng trước đó, ngay từ tháng 4 năm 2017, sau khi nhận nhiệm vụ được Bộ Chính trị giao làm chủ đầu tư dự án, Bộ Xây dựng Việt Nam đã khẩn trương cử cán bộ sang nước bạn Lào tìm hiểu và chuẩn bị phương án triển khai dự án với một nhận thức. Chúng tôi xác định ngay từ đầu cái tinh thần, cái chủ trương là phải quán triệt nghiêm túc đầy đủ các cái lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao hai nước, nhận thức rõ ý nghĩa tầm quan trọng của công trình này trong tổng thể cái mối quan hệ đặc biệt giữa hai đảng và nhân dân hai nước, và cố gắng theo cái chỉ đạo của công trình lãnh đạo cấp cao hai nước là nó trở thành một cái công trình có tính chất mẫu mực cho các cái việc thực hiện các cái công trình, các dự án trong quan hệ kinh tế giữa hai nước. Chúng tôi cũng đã thực hiện kịp thời rất nhiều cái giải pháp, trong đó có một số các cái giải pháp chủ yếu. Thứ nhất là tập trung những cái lực lượng tốt nhất, những cái cán bộ, những chuyên gia tốt nhất của Bộ Xây dựng cho công trình. Và đặc biệt, chúng tôi đã sử dụng Ban Quản lý Xây dựng chuyên ngành của Bộ là cái đơn vị có rất nhiều kinh nghiệm trong xây dựng các công trình lớn của đất nước như công trình Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Nhà Quốc hội Việt Nam để trực tiếp quản lý dự án này. Để cụ thể hóa các mục tiêu định hướng, Bộ Xây dựng và Ban Quản lý Dự án đã lựa chọn Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam, Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thiết kế Xây dựng Việt Nam, Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng, Viện Kinh tế Xây dựng là các nhà thầu có năng lực, nhiều kinh nghiệm nhất trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam tham gia thực hiện dự án. Đặc biệt, Binh đoàn 11 Bộ Quốc phòng Việt Nam là đơn vị được Bộ Chính trị trực tiếp lựa chọn là tổng thầu thi công dự án với tín nhiệm chính trị cao, nhờ có bề dày kinh nghiệm triển khai các dự án dân dụng trong nước cũng như tại Lào. Sau một thời gian tích cực triển khai, sáng ngày 1 tháng 11 năm 2017, lễ động thổ xây dựng nhà Quốc hội Lào mới đã diễn ra trọng thể ở thủ đô Viêng Chăn với sự chứng kiến của các đồng chí lãnh đạo cấp cao hai nước. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sổm Phan Phen Khami đã bày tỏ tin tưởng công trình tòa nhà Quốc hội mới sẽ đáp ứng được mọi yêu cầu, trở thành một công trình kiến trúc đẹp, khang trang, xứng đáng là biểu tượng của cơ quan quyền lực tối cao đại diện quyền lợi cho nhân dân các dân tộc Lào. Cũng tại buổi lễ, trong bài phát biểu của mình, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng khẳng định Việt Nam sẽ làm hết sức mình với quyết tâm chính trị cao nhất, cùng với Lào xây dựng công trình nhà Quốc hội có kiến trúc thể hiện đậm đà bản sắc văn hóa Lào, đảm bảo công năng cho các hoạt động của Quốc hội với chất lượng phục vụ tốt nhất, xứng tầm là trụ sở làm việc của cơ quan quyền lực cao nhất của nhân dân Lào. Nhận thức được ý nghĩa lớn lao cùng trách nhiệm của mỗi tập thể, cá nhân khi được lựa chọn tham gia thực hiện dự án, ngay sau lễ động thổ, các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng cùng Binh đoàn 11 đã chủ động, khẩn trương đưa hàng trăm cán bộ, công nhân có chuyên môn giỏi, giàu kinh nghiệm, đồng thời vận chuyển hàng trăm đầu máy thiết bị tiên tiến, hiện đại sang Lào để triển khai thi công. Do sớm xác định được đặc thù, phức tạp của công trình khi phải điều hành, triển khai dự án ở xa trụ sở chính, nên với vai trò là đại diện cho chủ đầu tư,
Ban quản lý dự án đã thiết lập hệ thống trang thiết bị thông tin để phối hợp phục vụ công tác chỉ đạo thi công từ xa. Cùng với đó, việc ứng dụng công nghệ mô hình hóa thông tin công trình, gọi tắt là công nghệ BIM, đã khẳng định được tính ưu việt, giải quyết cơ bản các vướng mắc, tiết kiệm rất lớn thời gian, nhân và vật lực. Việc xây dựng mô hình thông tin công trình đặc biệt hữu dụng đối với dự án đặc thù như dự án nhà Quốc hội Lào, khi mà phần lớn các chủ thể là hoạt động phân tán công trình thì ở xa cái trụ sở chính của chúng tôi. Mô hình thông tin công trình trong trường hợp này sẽ giúp chúng tôi điều hành, điều phối chung tất cả các hoạt động trên công trường, hoạt động phục vụ cho dự án, bao gồm cả từ khâu lựa chọn phương án thiết kế, hoàn thiện thiết kế cho đến lựa chọn vật liệu, phê duyệt trang thiết bị, vật tư, lập phương án thi công, lập tiến độ của nhà thầu. Và sau này khi mà mô hình thông tin công trình được hoàn thành thì chúng tôi sẽ bàn giao sản phẩm cho cái đơn vị quản lý sử dụng để phục vụ vận hành sau này. Sau một thời gian tích cực triển khai, khắc phục khó khăn, hoàn tất công tác chuẩn bị, ngày 8 tháng 7 năm 2018, cọc khoan nhồi đầu tiên trong số 390 cọc khoan nhồi Đại Trà đường kính 1 mét bắt đầu được thi công. Và dù phải thi công trong giai đoạn 6 tháng mùa mưa tại Lào, mưa trắng trời, nước ngập tràn khắp nơi, gây không ít khó khăn, nhưng các cán bộ tư vấn giám sát cùng các kỹ sư và công nhân binh đoàn 11 vẫn trụ vững trên công trường, thi công 3 ca liên tục với mục tiêu duy nhất là đảm bảo tiến độ thực hiện dự án. Do đặc thù đây là một cái công trình có thể nói là rất hiện đại, không những cho hôm nay và mai sau, một công trình có thể nói là quy mô lớn, kết cấu phức tạp. Chính vì vậy, ngay từ khi chúng tôi nhận bản vẽ, chúng tôi đã nghiên cứu rất kỹ. Chúng tôi đầu tư mua những trang thiết bị hiện đại nhất, ví dụ như là trạm trộn bê tông thương phẩm công nghệ cao, nhập khẩu nguyên chiếc từ Cộng hòa Ý, cho ra những khối bê tông tốt nhất, rồi các loại máy thiết bị như là bơm bê tông, toàn bộ hệ thống cốt pha định hình, cốt pha nhôm nhập khẩu từ Hàn Quốc về, toàn bộ hệ thống giáo là hệ mới nhất hiện nay để bảo đảm an toàn cho phép và chúng ta có thể triển khai một cách an toàn nhất và chất lượng nhất và hiệu quả cao nhất. Do điều kiện cung cấp vật tư thi công tại thủ đô Viêng Chăn khó khăn, nên toàn bộ các vật tư chủ yếu đều được vận chuyển từ Việt Nam sang. Với sự giúp đỡ, hỗ trợ nhiệt tình của các cán bộ văn phòng Quốc hội Lào cùng các đơn vị hữu quan, các chuyến hàng liên tục được vận chuyển sang Lào, kịp thời đáp ứng tiến độ của dự án. Giữ vị trí trung tâm của công trình, phòng họp chính của nhà Quốc hội Lào được thiết kế đặc biệt với sàn kép bê tông cốt thép kết hợp làm khoang cấp gió điều hòa. Đây là giải pháp thiết kế đã được các đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát phía Việt Nam và Lào trao đổi, cân nhắc kỹ lưỡng trước khi thi công. Đồng thời, các vấn đề liên quan đến tổ chức thi công, lắp đặt cốt thép, bảo dưỡng bê tông cũng luôn được các bên kiểm tra, giám sát chặt chẽ ngay tại công trường. Do sớm ứng dụng công nghệ BIM nên bước sang giai đoạn hoàn thiện, dự án đã tiến triển với khá nhiều thuận lợi. Đặc biệt là khi thiết kế các mẫu mã hoa văn mang đậm bản sắc văn hóa Lào. Cụ thể, ngay trên chất liệu đá đã có 1.300 chi tiết hoa văn được sử dụng để tô điểm, trang trí cho tổng diện tích 56.000 m² đá hoàn thiện. Mỗi hoa văn, họa tiết, dù tả thực hay cách điệu đều được gia công, chế tác trên các dây chuyền thiết bị hiện đại tại Việt Nam và tiếp tục được gọt giũa, trau chuốt qua những đôi bàn tay tài hoa của các nghệ nhân, công nhân lành nghề, những người luôn dành tâm huyết cho mỗi sản phẩm của mình, như để qua đó gửi gắm tình cảm đến người bạn Lào thân thiết trên xứ sở của hoa champa và điệu lăng vông dập dìu quyến rũ. Còn với chất liệu gỗ, đặc biệt là với truyền thống sử dụng gỗ của Lào, các cửa gỗ, vách gỗ, bàn, bục của phòng họp chính đều được sản xuất tại Viêng Chăn bằng gỗ tự nhiên và được khắc tô bằng nhiều họa tiết đa dạng, lên đến hơn 4.600 chi tiết hoa văn mang đậm dấu ấn văn hóa của các vùng miền trên đất nước Triệu Voi. Sau những tháng ngày úng nước trong mùa mưa, bước vào mùa khô, Viêng Chăn
trăng trang nắng. Nắng chói chang, thiêu đốt. Vậy nhưng chiều xuống, trăng lên, viên trăn bỗng biến đổi, quyến rũ, bình yên và đẹp nao lòng dưới ánh trăng. Dường như đây là giờ khắc để vạn vật được nghỉ ngơi, chuẩn bị năng lượng cho một chu kỳ tái tạo mới. Vậy nhưng, ngay trên quảng trường Thạt Luồng, phía sau cánh cổng sắt, ranh giới tạm phân cách với cuộc sống náo nhiệt bên ngoài, những cán bộ, công nhân Việt Nam vẫn miệt mài với công việc. Họ tranh thủ, tận dụng thời gian để đưa công trình lên một tầm cao mới. Nhờ những nỗ lực cao độ, sự phối hợp hiệu quả, nhịp nhàng giữa các đơn vị tham gia dự án của hai nước, sau 19 tháng thi công với gần 30.000 mét khối bê tông và hơn 8.000 tấn thép, ngày 10 tháng 3 năm 2020, công trình đã được tổ chức nghiệm thu giai đoạn 1. Thành quả trên là một minh chứng sinh động thể hiện những nỗ lực rất đáng trân trọng của đội ngũ cán bộ công nhân trên công trường, cùng sự hợp tác chia sẻ của các cơ quan hữu trách của Lào. Bởi lẽ trong quá trình thi công, dịch Covid-19 bùng phát làm ảnh hưởng lớn tới hoạt động cung ứng nguyên vật liệu cũng như nhân lực phục vụ dự án. Trong hơn 2.000 lượt chuyên gia, cán bộ kỹ thuật và công nhân huy động từ Việt Nam nhập cảnh sang Lào kể từ tháng 7 năm 2018, đã có hơn 1.000 lượt người phải thực hiện cách ly. Nhưng nhờ chấp hành nghiêm túc các quy định phòng chống dịch Covid-19 của Việt Nam và Lào, đồng thời tuân thủ các chỉ đạo kịp thời của Bộ Xây dựng, các đơn vị tham gia thi công đã thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn cho cán bộ, công nhân, nên không có trường hợp nhiễm bệnh trong công trường. Công tác thi công vẫn được đảm bảo, tạo điều kiện cho dự án về đích theo đúng kế hoạch. Song song với nỗ lực nhằm giảm thiểu những tác động bất lợi từ dịch bệnh đến tiến độ thi công, công tác đảm bảo chất lượng kỹ thuật trên công trường luôn được đặc biệt coi trọng. Cùng với các hoạt động kiểm tra, nghiệm thu do chủ đầu tư phía Việt Nam chủ động tổ chức thực hiện, các chuyên gia tư vấn giám sát phía Lào cũng đồng thời tham gia toàn bộ quá trình quản lý chất lượng, từ khâu phê duyệt vật tư, thiết bị đến kiểm tra giám sát quá trình thi công và phối hợp nghiệm thu. Đúng như kế hoạch, công trình đã được tổ chức nghiệm thu theo 3 giai đoạn. Tham gia nghiệm thu có đủ thành phần ban quản lý dự án, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát của Việt Nam và Lào. Chất lượng thi công hoàn thiện, trang thiết bị. Tôi đánh giá rất cao sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan của Việt Nam và Lào, đặc biệt là hai ban chỉ đạo. Sự nỗ lực, phấn đấu của Bộ Xây dựng với tư cách được giao là chủ đầu tư, cùng với là nhà thầu, binh đoàn 11, khắc phục những cái khó khăn, tranh thủ thuận lợi để triển khai những cái công việc rất là hoan nghênh. Và các đồng chí đó là sẽ có một cái niềm tự hào hãnh diện là chúng ta đã đóng góp thêm cho cái nền móng vững chắc
của cái quan hệ tốt đẹp đặc biệt giữa Lào và Việt Nam. Công trình này là món quà mà các đồng chí Việt Nam đã trao tặng cho phía Lào chúng tôi. Có thể nói, đây là một món quà rất là quý báu. Công trình này là minh chứng cụ thể cho câu nói hạt gạo cắn đôi, cọng rau sẻ nửa, thể hiện tình cảm mà chúng ta đã luôn chia sẻ cùng nhau. Tôi xin hoan nghênh tinh thần trách nhiệm cũng như tay nghề chuyên môn cao của các đồng chí Việt Nam được thể hiện thông qua sự cẩn thận, tỉ mỉ trong quá trình xây dựng. Tôi tin tưởng chắc chắn rằng không lâu nữa thì đất nước Lào, nhân dân các dân tộc Lào, các đại biểu Quốc hội Lào của chúng tôi sẽ có được một tòa nhà Quốc hội rất là khang trang. Và công trình sẽ là một biểu tượng, cũng sẽ là một di sản truyền lại cho con cháu các thế hệ mai sau của đất nước Lào. Và họ sẽ nhận thức được sâu sắc rằng đây là món quà mà chúng tôi đã nhận được từ tất cả tình cảm, tất cả trái tim của Đảng, Nhà nước và mỗi người dân Việt Nam đã dành tặng cho nhân dân Lào chúng tôi. Sau gần 38 tháng thi công, với hơn 4 triệu giờ công lao động đảm bảo an toàn tuyệt đối, đến tháng 8 năm 2021, dự án công trình nhà Quốc hội Lào đã hoàn thành và được bàn giao chính thức cho các đơn vị hữu trách của Lào quản lý và sử dụng. Sự tâm huyết, trí tuệ cùng những đôi bàn tay tài hoa của cán bộ công nhân Việt Nam trên công trình đã tạo dựng trên quảng trường Thăng Luông linh thiêng một tòa nhà Quốc hội mới, bề thế, hiện đại, đồng thời mang đậm bản sắc văn hóa của nhân dân các dân tộc Lào, kết nối hài hòa với cảnh quan và các công trình xung quanh. Được xây dựng có hình dạng và cách bố cục chủ đạo lấy cảm hứng từ lá quốc kỳ Lào, nên vòng mái trắng của phòng họp chính tượng trưng cho vòng tròn trên lá quốc kỳ, biểu tượng cho mặt trăng, thể hiện cho sức mạnh, cho sự thống nhất đất nước. Đường kẻ ngang màu xanh trên quốc kỳ như sự phản chiếu bầu trời rộng lớn với mặt trăng trên sông Mekong được cụ thể hóa bằng những khoảng không gian xanh bao quanh phòng họp quốc hội. Màu đỏ đậm trên quốc kỳ thể hiện cho tình yêu đất nước được tái hiện qua việc bố trí các phòng làm việc được bao quanh bởi khu vực sân và hội trường quốc hội. Phòng họp chính là điểm nhấn kiến trúc của công trình, được thiết kế ở vị trí cao nhất, như là nơi đưa ra quyết định cuối cùng của các thành viên quốc hội. Phòng họp có sức chứa 435 người, trong đó tầng 1 được bố trí 320 ghế dành cho đại biểu quốc hội, cùng 11 ghế dành cho chủ tịch đoàn và thư ký. Tầng 2 được bố trí 100 ghế ngồi dành cho khách được mời và quan sát viên. Là không gian quan trọng nhất của công trình, phòng họp chính được trang bị hiện đại, có công nghệ xử lý âm thanh, chiếu sáng tốt, chất lượng và thẩm mỹ hoàn thiện cao. Trần kim loại với diện tích hơn 2.000 m², có khả năng tiêu âm, chịu lửa. Trong đó, đèn chùm pha lê được đặt hàng tại Cộng hòa Séc. Có hình dáng hoa champa tại trung tâm của trần vòm là điểm nhấn đặc sắc, mang giá trị biểu tượng và tính thẩm mỹ cao. Toàn bộ vách gỗ tự nhiên xung quanh phòng họp được tính toán, bố trí trang âm, đạt hiệu quả âm thanh tối ưu. Hệ thống bàn, bục của phòng họp được sản xuất, gia công từ gỗ tự nhiên, có trang trí, họa tiết, hoa văn, truyền thống Lào. Cùng với phòng họp lớn, công trình còn được phân chia không gian hợp lý, với nhiều phòng chức năng, đáp ứng yêu cầu và quy định của Quốc hội để đảm bảo tính ổn định cho mọi hoạt động trong vòng từ 50 tới 60 năm. Tôi rất vui vì trong suốt những năm tháng qua, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em lúc nào cũng quan tâm, ủng hộ và có những giúp đỡ to lớn, quý giá, hiệu quả dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào. Đặc biệt là dù Việt Nam cũng đang gặp nhiều khó khăn, nhưng trên tinh thần đồng chí, anh em, Việt Nam vẫn chia sẻ, giúp đỡ Đảng, Nhà nước và nhân dân chúng tôi để xây dựng tòa nhà Quốc hội mới với giá trị 111,7 triệu đô la.
Đây là dự án giúp đỡ có giá trị cao nhất của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em, dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào. Là dự án có ý nghĩa quan trọng, là biểu tượng, là hình mẫu về mối quan hệ hữu nghị đặc biệt. Tòa nhà Quốc hội mới có vẻ đẹp rất trang nhã, nguy nga, có chất lượng mỹ thuật, kiến trúc theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật hiện đại trong thiết kế và xây dựng. Có vẻ đẹp kiến trúc độc đáo, mang đậm bản sắc văn hóa Lào. Có thể nói rằng, thủ đô Viêng Chăn hiện chưa có tòa nhà nào đẹp như tòa nhà Quốc hội mới. Tòa nhà Quốc hội này sẽ góp phần nâng cao vai trò và hiệu quả hoạt động của Quốc hội Lào trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình, trong các hoạt động nội bộ cũng như các hoạt động đối ngoại trên trường quốc tế và khu vực. Khép lại hơn 1.000 ngày lăn lộn gắn bó với công trình, đêm nay được thành thơi tận hưởng ánh trăng dịu êm đang rát vàng trên những mái chùa cổ, đồng thời được ngắm vẻ đẹp tráng lệ uy nghi của tòa nhà Quốc hội mới, chúng ta như cảm nhận được sâu sắc hơn câu nói của Chủ tịch Suphanuvong cách đây vừa tròn nửa thế kỷ: tình đoàn kết Lào Việt Nam cao hơn núi, dài hơn sông, rộng hơn biển cả, đẹp hơn trăng rằm, ngát thơm hơn bất cứ đóa hoa nào thơm nhất. Tình hữu nghị tốt đẹp đó được vun đắp bằng tinh thần trong sáng, không có kẻ thù nào phá nổi. Bao đời nay vẫn đẹp